Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo dục Đào tạo Lào Cai. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào hoạt động ngoại khóa ý nghĩa của thầy cô và các em học sinh trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở, thành phố Lào Cai nhân Ngày thơ Việt Nam. Từ cuộc thi sáng tác thơ để tham gia hoạt động ngoại khóa này, chúng ta sẽ cùng làm quen với một học sinh tiêu biểu của trường. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị khán giả, mục đích vừa góp phần lưu truyền nét đẹp văn hóa của dân tộc, động viên, khích lệ học sinh thêm yêu thơ và tích cực sáng tác thơ. Nhân Ngày thơ Việt Nam, Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở, thành phố Lào Cai đã tổ chức hoạt động ngoại khóa Nguyên tiêu nhớ Bác Xuân Kỷ Hợi 2019 với sự tham gia của học sinh các khối lớp và cán bộ, giáo viên, phụ huynh nhà trường. Phóng viên chương trình phản ánh. Nguyên tiêu nhớ Bác Xuân Kỷ Hợi 2019 là hoạt động ngoại khóa đầu tiên trong năm mới Kỷ Hợi của trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở, thành phố Lào Cai. Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam, ngày rằm tháng Giêng hàng năm. Tại ngày hội, các em học sinh được ôn lại truyền thống Ngày thơ Việt Nam, được nghe cô giáo Nguyễn Thị Tính, giáo viên nhà trường, ngâm và bình bài thơ Nguyên tiêu của Bác Hồ. Hoạt cảnh ông Đồ viết và cho chữ thư pháp mỗi dịp Tết đến xuân về được nhà trường tái hiện ngay trên sân khấu. Qua hoạt cảnh sinh động này, các em đã hiểu rõ hơn về nét đẹp tục xin chữ ngày xuân và thú chơi thư pháp của người Việt. Từ đó góp phần giáo dục tư tưởng tôn sư trọng đạo, ý thức giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Ngày thơ Việt Nam đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta và cũng như đối với ngôi trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở của chúng em. Thì cứ hàng năm thì cứ đến dịp Ngày thơ Việt Nam thì nhà trường lại tổ chức rất nhiều các hoạt động ý nghĩa để chúng em thể hiện được tài năng của mình, được tham gia sáng tác thơ và tham gia rất nhiều các hoạt động học tập và vui chơi bổ ích. Để chuẩn bị cho ngày hội, từ trước khi kỳ nghỉ Tết diễn ra, nhà trường đã phát động cuộc thi sáng tác thơ với chủ đề về mùa xuân, ngày Tết và tình yêu quê hương đất nước tới học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường. Kết quả, nhà trường đã nhận được 480 bài thơ, trong đó có trên 400 tác phẩm của học sinh các khối lớp trong trường. Mỗi bài thơ, mỗi vần thơ, dù hồn nhiên và đơn giản trong suy nghĩ cũng như cảm nhận, nhưng đã cho thấy tinh thần ham học hỏi, dám thể hiện mình và đặc biệt là tình yêu thơ của các em. Một nét đẹp văn hóa cần được lưu giữ. So với những năm học trước thì nhà trường cũng đã triển khai và tổ chức cái ngày thi thơ Việt Nam, nhưng mà làm xen lồng và lồng ghép. Nhưng mà đối với nhà trường thì năm nay đã tổ chức hẳn một cái chương trình, trong đó có kết hợp với hoạt động của câu lạc bộ STEM. Và cái hoạt động này thì được cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực rất là tham gia. Trong đó có cả đồng chí nhân viên bảo vệ cũng đã tham gia để sáng tác thơ. Và cái thành công này thì trong các sáng tác mà được lựa chọn để trưng bày là trên 100 bài thơ. Và 480 bài thơ được đón nhận là bài thơ do học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tự sáng tác. Có thể nói đây là một thành công rực rỡ nhất của Trung học cơ sở Ngô Văn Sở trong quá trình triển khai tổ chức hoạt động chương trình Ngày thơ Việt Nam từ trước đến nay. Hơn 100 bài thơ đã được lựa chọn vào vòng chung khảo. Kết quả đã có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 20 giải khuyến khích được trao cho các em học sinh có bài dự thi xuất sắc. Ngay tại buổi lễ, những tác phẩm thơ đạt giải cũng đã được các em tự thể hiện hoặc nhờ những người bạn tâm đầu ý hợp ngâm và bình thơ. Có lẽ đây là phần đem đến nhiều cảm xúc nhất cho những người tham dự ngày hội. Mùa xuân còn đang chờ chi, vui lên thỏa thích cùng đi đón mừng. Mùa xuân đến, em xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo, các bậc đại biểu luôn luôn dồi dào sức khỏe và tươi trẻ như mùa xuân và đặc biệt là sức khỏe trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Hoạt động ngoại khóa nhiều ý nghĩa nhân dịp đầu xuân mới này của cô và trò trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở, thành phố Lào Cai chắc chắn sẽ là khởi đầu đẹp cho một năm hứa hẹn nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích và ý nghĩa hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, em Nguyễn Thị Ngọc Ánh, học sinh lớp 9A trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở, thành phố Lào Cai đã giành giải nhất trong cuộc thi sáng tác thơ mà nhà trường phát động để tổ chức hoạt động ngoại khóa
Nguyên Tiêu Nhớ Bác Xuân Kỷ Hợi 2019 vừa qua. Không những vậy, Ánh còn là học sinh chăm ngoan, học giỏi, được cô yêu bạn mến. Mời quý vị và các bạn cùng làm quen với học sinh tiêu biểu này. Em xin đọc bài thơ Mừng Mùa Xuân Mới. Xuân vui rực rỡ đến muôn nơi, hoa nở chim ca rộn tiếng cười. Lào Cai thành phố đang tỏa sáng, chung tay xây dựng trọn niềm vui. Nông thôn hoa lúa thơm thơm mãi, thành thị văn minh đẹp sáng ngời. Nước mạnh dân giàu đang khởi sắc, công ơn Đảng, Bác nhớ đời đời ạ. Có thể trở thành một nhà thơ không phải là mơ ước từ nhỏ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh, nhưng với khả năng của bản thân và một tâm hồn nhạy cảm với khung cảnh mùa xuân, khung cảnh quê hương Lào Cai tươi đẹp, em đã viết nên những vần thơ tràn đầy cảm xúc. Bản thân em thì em thấy việc sáng tác thơ cũng một phần khó, và mình phải lấy ý tưởng sao cho hợp với chủ đề và viết phải đúng cách thức. Phải đúng cách thức của bài thơ thì với tình yêu quê hương Lào Cai và tự hào nên em đã sáng tác ra bài thơ Mừng Mùa Xuân Mới. Bài thơ đã giúp Ngọc Ánh giành giải nhất trong cuộc thi sáng tác thơ mà nhà trường phát động từ trước Tết Nguyên đán năm nay. Đây là lần đầu tiên em tham gia sáng tác thơ, nhưng cũng có thể đây chính là điểm khởi đầu cho một tâm hồn thơ dám thể hiện mình nhiều hơn nữa ở lĩnh vực không hẳn là sở trường này. Ở trường, môn học mà Ánh yêu thích nhất là tiếng Anh. Và đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của Ánh với môn học này. Và mới đây là giải nhì môn tiếng Anh trong cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố vừa được tổ chức. Tuy nhiên, việc thích học tiếng Anh qua các bài thơ, bài văn có lẽ chính là lý do khiến Ánh có thêm khả năng ở lĩnh vực sáng tác thơ. Môn học tiếng Anh là môn học mà em yêu thích nhất và em cũng dành nhiều thời gian để học tập và để đạt kết quả cao tốt trong kỳ thi tiếng Anh vừa rồi. Nhưng tuy nhiên thì môn văn thì cũng là, theo em nghĩ thì môn văn cũng là một môn tốt để bổ trợ cho môn tiếng Anh. Thế nên là em cũng ngoài việc dành nhiều thời gian cho việc học tiếng Anh, em cũng học và bổ sung kiến thức cho môn văn. Là con út trong gia đình, nhưng Ánh luôn là người tự lập. Mỗi ngày đến trường, em thường đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể để phấn đấu, học tập và rèn luyện. Nhờ đó, em học chắc và đều các môn. 8 năm liền, Ánh là học sinh giỏi toàn diện. Thầy cô và các bạn dành cho Ánh sự thương mến bởi em không chỉ học giỏi mà còn biết quan tâm giúp đỡ bạn bè. Là một người bạn của Ngọc Ánh suốt 4 năm học vừa qua thì em cảm thấy là Ngọc Ánh là một người bạn rất là tốt, đã giúp em rất là nhiều khi em có những bài khó thì bạn đã giúp em trong học tập. Trong lớp thì bạn Ngọc Ánh rất là khiêm tốn, hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài và có thể nói bạn ấy là một người rất là hoàn hảo trong lớp em. Em Ánh là một học sinh của lớp 9A, rất là ngoan, lễ phép với thầy cô, đoàn kết, gần gũi, hòa nhã với bạn bè. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh thi vào tháng 1 năm 2019 thì em đã đạt giải nhì cấp thành phố và đang ở trong đội tuyển ôn học sinh giỏi cấp tỉnh. Không những học giỏi môn tiếng Anh mà em lại còn học đều tất cả các môn và đặc biệt là rất thích học môn văn. Tôi là cô giáo chủ nhiệm và cũng là cô giáo dạy bộ môn ngữ văn của em Ánh. Trong các bài học thì em đã thể hiện được cái cảm nhận khá là sâu sắc của mình và đặc biệt em còn là một học sinh rất yêu thơ. Mong rằng mùa xuân mới này của Ngọc Ánh cũng sẽ tươi đẹp như những vần thơ mà em viết về quê hương Lào Cai. Đây cũng chính là động lực để cô trò trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở thành phố Lào Cai phấn đấu vươn lên, gặt hái nhiều thành công hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp. Tay xây dựng trọn niềm vui, nông thôn hoa lúa thơm thơm mãi, thành thị văn minh đẹp sáng ngời. Nước mạnh dân giàu đang khởi sắc, công ơn Đảng, Bác nhớ đời đời. Tới đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Giáo dục và Đào tạo Lào Cai của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.